Xin chào mọi người. Trong phần số 12 cũng là phần cuối cùng của loạt series sò chỉ, NTT sẽ giới thiệu một cái demo ngắn để mà mình áp dụng cái cách sò chỉ ở trong thực tiễn như thế nào. Và trong những clip tiếp theo, NTT cũng tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái kỹ thuật còn lại mà hướng dẫn cho mọi người cách mà xào pizza cao cấp là để cho Barbie nó tụ lại bắt kiến. Và nó sẽ giúp cho mình ghi điểm rất là nhiều điểm hơn. Và series sò chỉ chính là một trong những kỹ thuật cao cấp đó để mà giúp anh em đạt được cái mục tiêu đó. Xin chào mọi người.